Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ từ khóa sao kê lại nóng như hiện nay. Từ cuối tháng 8 cho tới nay, trên mạng xã hội nổ ra tranh cãi sao kê từ thiện liên quan tới nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Các nghệ sĩ này đều kêu gọi từ thiện với số tiền từ vài tỷ cho tới hàng trăm tỷ đồng. Dù hoạt động từ thiện đã diễn ra cách đây gần một năm, từ mùa mưa lũ năm 2020, nhưng vấn đề minh bạch từ thiện lại được bàn tới gần đây khi xuất hiện một số tin đồn về mục đích sử dụng số tiền đã quyên góp. Nhiều người hoài nghi về số tiền nghệ sĩ quyên góp được có thật sự được trao tới tận tay cho người dân hay không. Gạt qua vấn đề có hay không chuyện mập mờ tiền từ thiện ở đây, nhưng việc đòi hỏi sao kê của công chúng cũng là hợp lý, bởi đó không chỉ là vấn đề minh bạch trong hoạt động từ thiện mà còn liên quan tới trách nhiệm và danh dự của người nghệ sĩ. Đây là nội dung của chuyện tối nay ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Và trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự dưới đây. Dư luận còn chưa nguôi ngoai vụ việc một nghệ sĩ gạo cội cầm tiền từ thiện tới 6 tháng và giải ngân chưa đầy một tuần. Thì tin đồn các nghệ sĩ nổi tiếng đã nhận tiền quyên góp không đúng như công bố. Thế nhưng, thay vì chỉ cần đưa ra sao kê tài khoản, minh bạch, đó là việc rất đơn giản, thì nghệ sĩ lại thách đố, đôi co trên mạng xã hội nhiều ngày qua. Trong khi có người dọa kiện, có người hứa hẹn sẽ sớm tung sao kê khi hết giãn cách, thì một nam nghệ sĩ đã công bố gần 1.000 trang sao kê số tiền 9,6 tỷ đồng từ thiện như một cách để bảo vệ danh dự cho mình. Để bảo vệ được cái lòng tin của người hâm mộ dành cho mình thì tôi cho một cái động thái khôn ngoan, đó là chủ động cung cấp những cái thông tin. Nếu như mình hoàn toàn trong sạch, không có gì khuất tất. Điều thứ hai, thì khi mà anh đã đứng ra anh hô hào quyên góp thì anh phải đồng thời đồng nghĩa với việc đương nhiên anh sẽ phải chịu sự giám sát của cộng đồng và phải có trách nhiệm giải thích khi phát sinh những nghi vấn về tính minh bạch. Chứ đây không phải câu chuyện là muốn công khai thì công khai, không công khai không ai. Về mặt luật pháp thì không bắt anh phải công khai, nhưng về mặt đạo lý con người mà nó, thì đương nhiên anh phải có trách nhiệm giải thích, trình bày một cách tường tận, rõ ràng, tường minh. Muốn minh bạch được về tiền thu ấy thì không chỉ sao kê là đủ. Những cái gì mà họ làm, những cái con số tiền mà họ kêu gọi, nó phải tuân theo cái bản kế hoạch đấy, kể cả về con số, rồi kể cả về cái thời gian vào, thời gian ra. Những cái khoản tiền mà lớn á thì họ phải có hóa đơn chứng từ, rồi cái minh bạch về cái tiền chi ra nữa, là không phải là bây giờ là anh nhận vào từng đó tiền 1 tỷ, 2 tỷ hay 10 tỷ rồi anh cầm anh quăng ra thì là xong. Không có phải như vậy ạ. Tiền chi ra cũng phải tuân theo kế hoạch, đảm bảo là chi đúng, chi đủ, đúng đối tượng, đúng thời gian, đúng kế hoạch. Rồi cũng phải có hóa đơn chứng từ để hợp thức hóa cái việc đấy. Cho nên là nói rằng là chỉ sao kê như thế thì chưa đủ. Cho nên là các nghệ sĩ cần phải chuyên nghiệp hơn. Cần thấy rõ rằng nghệ sĩ làm từ thiện chỉ mang tính tự phát. Kể cả nghệ sĩ tham gia hoạt động từ thiện lâu năm thì cũng là hoạt động cá nhân, không có tính chuyên nghiệp. Tiền từ thiện chủ yếu là huy động từ cộng đồng. Nghệ sĩ chỉ là người đại diện. Do không có ràng buộc cụ thể nên khiến nhiều vấn đề phát sinh, không loại trừ cả những tiêu cực. Không phải tiền mình thì dù có tên mình cũng phải lập một tài khoản khác. Bởi vì cái này đổ sông đổ biển đứng về pháp luật. Nếu chẳng may chuyện gì xảy ra thì cái tiền ấy để trong tên ông thì con cháu được hưởng, chứ không còn chúng ta không có manh mối. Đấy là đứng với pháp luật nhé. Đó là sự minh bạch ở trong tiền nóng. Bởi vì nếu mà vĩ để riêng thì hôm nay cái tài khoản riêng ấy đưa cái sổ tài khoản ra là mọi người có thể minh chứng ngay rằng là người có tấm lòng sạch sẽ. Nhưng mà vì nó lại nhập vào tài khoản tên ông, cho nên khi mà người ta, những người có ý kiến chắc chắn họ nghĩ đến những cái sự mập mờ. Trong từ thiện công cái tính người ta yêu cầu rất cao là tính minh bạch. Có thể tiêu tiền tỷ nhưng sự rõ ràng minh bạch là phải đến từng nghìn một. Số tiền lớn ấy, thì phải có một ekip rất là mạnh. Mà để cái ekip đó tồn tại được thì chúng ta có thể trả lương cho họ đàng hoàng bằng chính số tiền chúng ta có thể quyên góp được. Lúc đầu có thể người ta kêu đấy, một số độc giả hay khán giả kêu. Nhưng việc
không phải là hợp đồng hay giao kèo có ràng buộc, những hành xử thiếu rõ ràng của họ cũng khó có quy phạm pháp luật để luận tội. Nhưng mới đây, Bộ Công an cho biết sẽ vào cuộc để làm rõ những cáo buộc gian lận, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của nghệ sĩ khi quyên góp từ thiện nếu có cá nhân, tổ chức đứng ra tố cáo. Và động thái này từ phía Bộ cũng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong thời điểm khi mà lòng tin cần được sao kê. Và nội dung này cũng đã khép lại bản tin Chào buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chỉ có sự minh bạch, chi tiết, cụ thể, người nghệ sĩ mới thực sự trở thành người đại diện từ thiện chân chính, không vướng thị phi. Và ngoài những ràng buộc đạo đức vô hình, cũng cần có những quy chế rõ ràng đối với những nghệ sĩ, người nổi tiếng dùng uy tín, tiếng tăm của mình để vận động từ thiện. Dù là nghệ sĩ đi làm từ thiện thì cũng phải nên có một cơ quan quản lý. Chính cái sự tự phát và sự thiếu chuyên nghiệp đưa đến cái sự lộn xộn trong cứu trợ. Các hội nghệ sĩ là phải đứng ra quản lý vụ này, đừng để cá nhân các nghệ sĩ tự nhiên đứng ra tập hợp. Một khi đã định từ thiện thì các nghệ sĩ này phải đăng ký với hội nghệ sĩ và phải được cấp giấy phép đàng hoàng. Ngoài cái sự thu nạp tiền về còn là vấn đề thanh toán các khoản tiền vật chất. Việc từ thiện chưa bao giờ ở thế giới, chưa bao giờ là một cá nhân. Một cá nhân người ta cũng phải lập một quỹ từ thiện. Họ quỹ để có nhiều người quản lý. Chứ còn nếu mà sự tiêu pha của một quỹ, một cái khối lượng lớn lại phụ thuộc vào một cá nhân thì chắc chắn có vấn đề xảy ra. Vì nó không chuyên nghiệp. Dù mình không muốn xảy ra chuyện gì thì nó vẫn xảy ra. Bởi vì một mình không thể quản lý hết được. Mấy trăm tỷ đâu phải chuyện đùa. Câu chuyện từ thiện đã được đẩy lên rất cao trào ở hai cái cột trụ, ở hai cái thiết chế là truyền thông và dư luận xã hội. Và truyền thông và dư luận xã hội này nó đủ để làm cho người nghệ sĩ phải chùn bước. Nhưng khi có những cái tín hiệu từ cơ quan chức năng cảnh báo rằng là những cái hành động này có thể là vi phạm pháp luật, và cái cột trụ thứ ba là cái thiết chế thứ ba đấy là pháp luật sẽ vào cuộc, thì khi đấy là chúng ta đã hoàn thiện được cả ba cái thiết chế để tạo ra được một cái sức răn đe rất là lớn. Và tất cả những người nghệ sĩ và nói chung là tất cả mọi tổ chức hay là cá nhân khi làm từ thiện thì phải quan tâm đến cái điều đấy. Đã lúc các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc một cách rốt ráo để làm rõ vấn đề, xử lý nghiêm những người có liên quan nếu có vi phạm theo các quy định pháp luật, để chấn chỉnh lại cái hoạt động từ thiện tự phát trong xã hội và lấy lại lòng tin của cộng đồng. Câu chuyện sao kê chắc chắn không phải là lực cản khiến cho những tấm lòng tốt trong xã hội, trong đó có tấm lòng của những nghệ sĩ chân chính. Ngược lại, đó lại là lý do để họ có thể làm từ thiện chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Trong dự thảo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ nhấn mạnh nghệ sĩ phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội từ thiện. Dù bộ quy tắc không mang tính chế tài, nhưng đây là căn cứ để hình thành chuẩn mực đạo đức của giới nghệ sĩ, từ đó xác định uy tín nghề nghiệp và thương hiệu cá nhân của mỗi người.